Chào các bác. Hôm nay em quay giới thiệu mọi người về cái cây lan kim tuyến hay gọi là lá gấm. Thì chúng ta thì chơi cây này thực sự là chưa có sự nhận biết chi tiết chính xác từng loại và chưa phân biệt từng loại khác nhau. Nhưng ở đây thì em sẽ nói sơ qua, mọi người có thể sưu tầm cái dòng lan lá gấm hay kim tuyến này. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là nhiều cây đó, mặt lá khác nhau. Ví dụ như cây này, lá nó chỉ có sọc này, sọc tím. Cây bên cạnh này, lá khác đúng không? Lá nhiều cái rãnh ngang, này chỉ có dọc thôi. Đây. Đấy. Nó kiểu mặt lá khác nhau ấy. Đây là anh chị nhìn này, sọc nó chỉ có sọc tím ấy. Đúng không? Đây là sự khác biệt hoàn toàn luôn. Đây cái lá này, cái lá sọc lung tung đó. Đây, lá này sọc dọc. Đấy, lá này sọc khác lá này đúng không? Sát nhau luôn đấy, khác nhau. Về cơ bản nó là những cây khác nhau. Đấy. Những cái kiến thức em biết thì nó cũng đây là trên cùng một chậu, anh chị có thể nhìn là cũng thấy là mặt lá nó khá khác nhau đúng không? Nhất là đậm nhạt, em sẽ nói về độ đậm nhạt chắc chắn là sẽ có rồi. Và cái sự khác nhau của nó thì chốc em sẽ nói xong. Em sẽ nói chung về cái loại lan kim tuyến hay mình hay gọi là gấm hay là gấm hay kim tuyến, thì nó là một loại như này. Và ngoài ra nó có những cái tên chi tiết hơn, ví dụ như giải thủy tơ lan gấm cỏ nhung hay kim cương, hay là tuyến tơ, kim tuyến tơ, kim tuyến hay là kim tuyến lông cứng. Nó có khá là nhiều tên và nhiều loại thực sự khác nhau. Nhưng mà nếu mà dùng khi mà cái loại lan này thì chủ yếu là dùng để làm thuốc là chủ yếu. Thì anh chị có thể tìm thêm thông tin trên Google nhé. Cái cây lan gấm này hay kim tuyến này thì nhà em cũng có một cây kim tuyến đột biến lá biên, một cái đấy nó chưa hoa, nó khó hoa phết. Cây này thì nó không phải là dễ hoa, em sẽ đi vào cái thân lá nó một chút và hoa nó anh chị nhé. Về cơ bản là nhà em cũng chỉ có một chậu để trồng chơi thôi chứ cũng không có nhiều bán, bởi vì trồng khá khó. Cái cây kim tuyến này thì cái dạng thân của nó dạng gì, dạng con sâu. Anh chị nhìn thấy cái thân nó đây, thân nó là dạng đấy, thân rất là mềm, thân nó mọng nước, dạng thân đốt đấy, nó ra từng đốt và đốt. Và cái này nó đẻ nhánh rất là kinh, nó chỉ cần có mắt là lên, nó y như là trang như là phi điệp ấy. Đấy, anh chị hiểu nôm na đơn giản, nó y trang như phi điệp. Nó thân đốt và từ cái đốt nó đều có mắt, là nó có mắt. Cái đốt nó to đây là có mắt đây, là từ mỗi lá này có một mắt này. Đấy, thì từ cái mắt đấy là nó sẽ đẻ cây con ra đấy, sẽ đẻ cái con, để cái con phân nhánh nha, phân nhánh ra là lớn, nó phát triển vào ra hoa như này. Thì cây này hoa của nó là đầu vào đầu dịp và tháng như hiện nay là vào mùa xuân, còn có người thì nở ở tháng giêng, có người nở tháng 2, có người nở tháng 3, có người nở tháng 4. Thì phụ thuộc tùy từng môi trường và nuôi trồng của từng cây, từng nhà. Cây này cũng khá là dễ trồng, cây này nó thuộc dạng ẩm, môi trường xem cây lan hài. Nó có những cái đặc tính khá là giống lan hài, có nghĩa là đặc tính của nó thì ưa ẩm, thấp, mát. Nhưng mà nếu mà ẩm thấp mát quá thì nó lại hay bị kiểu bị thối nhũn ấy. Đấy, thế nên là chỗ nào nó vị trí ẩm thấp mát nhưng mà phải thoáng gió một chút anh nhá, thì là sẽ chăm sóc cái cây lan kim tuyến này nó cũng đơn giản lắm. Hoa của nó vào dịp tháng 2, tháng 3, tháng 4 dương lịch. Như hiện tại đang tháng 3 dương lịch. Thì cái cây này nó rất là nhiều hoa. Anh chị trồng một chậu như này đường kính khoảng 30cm thì có khoảng tầm độ 20 cần hoa. Bởi vì những cây nhỏ này nó cũng ra nụ này anh chị nhá. Đấy, khoảng 20 cần hoa gì đấy. Nó phụ thuộc vào cái việc là cái cây mình nó đẻ nhánh nhiều và nó trưởng thành. Thì trên cái chậu, một chậu như này thì nó rất là siêng hoa. Đấy, anh chị thấy sang năm thì những cái cây, ví dụ như những cây này hay những cái cây bé này lớn lên nó trưởng thành thì nó sẽ có hoa bình thường. Đây này, những cây này hay những cây này nó đều trưởng thành và hoa bình thường anh chị nhá. Chứ nó không phải là như thằng phi điệp là nó đẻ ra một cái là nuôi một năm là nó hoa luôn. Những cây này nhiều khi là nó gối đầu nhau, một cái cây mà mới được đẻ ra đến khi có hoa nó phải tầm độ 3 năm thì nó mới có cho hoa được, cây nó mới to. Thì còn nhiều khi nó phụ thuộc vào chăm sóc của mình nữa. Nhưng về cơ bản là nó ưa mát và dễ ra hoa. Bởi vì khi anh chị mua một chậu như này
nó có cả thân thân to, thân nhỏ, thân già, thân bé, thân dài, thân ngắn. Đấy thì có những cái mầm, ví dụ xem mầm này thì nó sẽ trưởng thành, nó sẽ lên hoa vào có thể là năm tới. Đấy, còn những cái mầm bé này là lại năm sau nữa thì nó gối đầu nhau thì nó vẫn ra rất nhiều hoa như này, rất là đẹp. Cái này thì có hương thơm, hương rất là thơm. Cây này có hương thơm, hoa của nó cao khoảng từ 10 đến 40 cm là tối đa. Đấy, như cái cần hoa của nó thì như cái cần bên này, cái cần ngoài cùng cao nhất ở đây này thì là cao khoảng tầm độ 30 cm, nhưng mà em nghĩ nó chỉ tầm xem 30 thôi, 40 thì cao quá, nó xem tầm 30 cm. Nhưng mà nhiều khi nó có những cái cây thân này nó mọc lên này, thì nó cao, còn bình thường nó chỉ tầm 20 cm là chủ yếu là cao 20 cm. Hoa của nó là màu trắng và trụ nhụy phấn nó là màu vàng. Cái cây này đây, em quay một chi tiết một cái bông. Mọi người thấy không ạ? Đây, anh nhìn bông này được. Bông hoa của nó, ví dụ như cái cây này anh chị đang nhìn là cái cánh của nó là đầu cánh của nó là có chấm này. Bông nó rất bé, size bông nó chỉ từ 1 đến 2 cm. 1,5 đến 2 cm khoảng đấy. Nó có chút nhụy màu vàng và cái bông hoa đa phần là màu trắng. Với những cái cây này thì cánh nó ám này, cây này là cánh nó ám màu xanh nâu. Còn những cái cây mà sạch thì nó lại là cây này. Cây này là cánh nó sạch hơn. Đấy. Cánh sạch hơn. Thì đây những cây bên này thì nó lại đậm hơn này. Đấy thì cái lá nó khác nhau anh chị ạ. Lá nó khác nhau. Lá như cây này lá đỏ hơn này. Cái cây mà cánh ám này, cánh ám này lá đỏ hơn. Thì thường thì cây nào nó cũng thế thôi. Những cái như cây cần hoa sạch lá nó xanh hơn này. Đấy, thì về cơ bản là những cái chi tiết về chuyên sâu về cái loại gấm riêng này thì em cũng chưa nắm rõ hết, nhưng về cơ bản là qua sắc tố lá và chúng ta hay nhìn và chúng ta hay chăm sóc ấy, thì đấy, những cái cây mà nào mà thân lá tím thì cần hoa tím và nó sẽ tím hơn. Như các loại khác thì thân lá tím đậm thì có thể là hoa sẽ tím đậm, ví dụ như các dòng phi điệp tam sắc hay các loại phong lan khác. Thì là gấm này thì em thấy là nó cũng hơi có một chút giống nhau. Hoa hương của nó rất là thơm và khi một chậu như này thì nó rất nhiều hoa đúng không ạ? Anh chị nhìn chụp ảnh cái chậu như này rất nhiều hoa. Đấy, khoảng 20 cần hoa thì rất là nhiều. Thì để mà có một cái chậu gấm như này chúng ta phải chơi và phải trồng mất khoảng 2 đến 3 năm. Cái này người ta ở ngoài thị trường cũng có bán cân, nhưng giá trị hàng cân của nó khá là cao. Cái này được Trung Quốc thu mua nhiều để làm thuốc và không có nhiều bán nhiều trên thị trường, bởi vì nó người ta thu mua và bán làm thuốc là nhiều chứ trồng phong lan thì lại ít. Chứ còn thì bán phong lan thì ít nhưng còn bán làm thuốc thì nhiều hơn. Thì đấy là nó một cái này là một cái cây chúng ta trồng chơi rất là đẹp bởi vì nó rất là nhiều hoa. Anh chị thấy không ạ? Một chậu như này đường kính khoảng 20 2 3 khoảng 30 cm. Đường kính khoảng 3 30 cm thì nó đã có cho một chậu hoa khoảng 20 cần hoa, rất là đẹp. Cái chậu này chắc khoảng hơn 20 đó. 25 cần hoa anh chị nhá. Cái chậu như này là 25 cần hoa. Em vừa đếm đây nó đâu đó khoảng 25 cần. 25 cần hoa như này rất đẹp, để vào nhà hương rất là thơm. Là một trong những cái loại lan rất là đáng sưu tầm, rất là đáng chơi. Thân lá rất là lạ và màu sắc và hương thơm. Rất là một loại đáng sưu tầm. Thì ngoài cây lan kim tuyến này thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những cái loại hoa phong lan khác trên kênh Thiên Lan Ngàn Hoa. Có các loại em cũng phân tích rất là chi tiết rõ ràng từng loại, từ lan đột biến đến các loại hoa lan đẹp có giá trị và được chăm sóc và dễ chăm sóc, thì em cũng đều hướng dẫn mọi người là chăm sóc và mua bán những loại hoa lan nào để cho nó dễ chăm sóc, dễ nở hoa và đa dạng vườn hoa của nhà mình phong phú, để cả năm chúng ta có thể có nở hoa quanh năm và được thưởng thức những cái hoa lan đó. Nuôi trồng hoa lan cũng như vậy, cũng rất là dễ, quan trọng nhất là độ ẩm và thoáng gió anh chị nhé. Cứ độ ẩm cao với thoáng gió là một điều kiện rất là tốt để chăm sóc hoa phong lan. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau và những cái cây hoa lan khác, những cái cây hoa lan em giới thiệu cho mọi người để chúng ta cùng tìm hiểu và cùng sưu tầm để có một vườn lan phong phú hơn. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.